chạy ngay đi mua két sắt, ba con giáp đến thời đổi vận, giàu nhanh chóng mặt trong tháng 11 âm lịch. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua bao năm tháng, chúng ta đã quá thấm thía về giá trị của tiền tài vật chất. Nó không chỉ là phương tiện để sống, mà còn là thước đo cho nhiều mối quan hệ trong xã hội. Ngay cả khi cùng chung dòng máu, giữa anh chị em vẫn có những khác biệt rõ rệt. Một bên thì nghèo khổ, vật lộn với cuộc sống, còn bên kia thì sung túc, đủ đầy đến mức không biết phải tiêu xài thế nào cho hết. Cuộc sống là một hành trình đầy biến động, trong đó, những lúc khổ cực dường như không có hồi kết lại thường khiến chúng ta cảm thấy bế tắc. Nhưng sông có khúc, người có lúc, chẳng ai có thể nói trước điều gì. Biết đâu, ngày mai khi vận may mỉm cười, cuộc đời chúng ta sẽ rẽ sang một hướng mới, vinh quang hơn, tự hào hơn. Theo luận giải chính xác mới nhất của các bậc thầy tử vi và phong thủy, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp nhờ ăn ở hiền lương, đức độ và chăm chỉ làm việc mà tháng 11 âm lịch này sẽ được quý nhân phù trợ, ban phát nhiều lộc lá. Họ sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp và tài chính. Đặc biệt, nếu những con giáp này biết lắng nghe ý trời, nhận diện vận mệnh của mình, họ sẽ chứng kiến những khoảnh khắc hoàng kim trăm năm có một, vượt qua mọi khó khăn để đổi đời, đạt được cuộc sống giàu sang phú quý. Tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ và kiên định, họ sẽ dễ dàng nắm bắt những cơ hội tốt đẹp. Sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực của họ sẽ thu hút được nhiều người xung quanh, giúp mở ra cánh cửa cho những dự án và kế hoạch mới. Họ cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, tạo nên một môi trường thuận lợi cho sự phát triển. Bên cạnh đó, sự nhạy bén và tinh tế trong các mối quan hệ cũng sẽ giúp họ điều chỉnh và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống. Đây là thời điểm tốt để họ tận dụng những cơ hội tài chính, giúp ổn định cuộc sống và chuẩn bị cho tương lai. Vậy đó, quý vị hãy theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây để xem những con giáp này sẽ có những cơ hội gì trong tháng 11 âm lịch nhé. Con giáp may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch chính là những gia chủ tuổi Thân. Người sinh năm Thân được dự đoán là một trong những tuổi may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch này. Đây sẽ là khoảng thời gian thăng hoa với nhiều cơ hội dành cho bạn, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc. Với khả năng nhanh nhạy, khéo léo và quyết đoán trong công việc, người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều thuận lợi và gặt hái được những thành công đáng kể. Người tuổi Thân với tinh thần làm việc hăng say cộng với cách làm việc chuyên nghiệp sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Dù trong môi trường làm việc nào, bạn đều có thể tỏa sáng và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây cũng là dịp phù hợp để bản mệnh tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn có thể chủ động bắt tay làm việc cùng những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và biết giữ chữ tín. Đây chính là cơ hội để xây dựng những mối quan hệ bền vững, đem lại nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Tam hợp sẽ giúp người tuổi Thân thể hiện được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, bạn được cấp trên thưởng nóng vì những đóng góp cho tập thể. Nhờ sự chuyên nghiệp và năng lực vượt trội, bạn sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến, có thể được giao những nhiệm vụ quan trọng hoặc thậm chí là tăng lương, thường hậu hĩnh. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác vẫn có thể dư giả trong chi tiêu. Điều này không chỉ giúp bạn tạo dựng được sự nghiệp vững chắc mà còn ổn định tài chính cá nhân, mang lại sự an tâm trong cuộc sống. Với người làm đầu tư, kinh doanh, con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân. Những quyết định đầu tư đúng đắn sẽ mang lại tài lộc dồi dào, giúp bạn củng cố tài chính và phát triển bền vững. Với người làm buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan. Sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, giúp bạn đạt được những thành tựu đáng tự hào. Theo tử vi tháng 11 âm lịch,
người tuổi Thân độc thân được các tinh đào hoa chiếu mệnh, hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình cảm thú vị. Những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không phụ thuộc vào quyết định của bạn. Tình cảm lứa đôi dù đôi khi cũng sẽ phát sinh chút trở ngại nhưng không kéo dài lâu mà được hóa giải ngay sau đó. Cả hai đều sẵn sàng nhường một bước để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp. Người có gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí nên gia đạo bình yên, gắn kết. Bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Mối quan hệ gia đình sẽ ngày càng hòa thuận và gắn bó hơn, tạo ra một không gian sống đầy yêu thương và thấu hiểu. Ngoài ra, sức khỏe của bạn cũng có chuyển biến tích cực trong giai đoạn này. Hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để bạn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống. Nhìn chung, tháng 11 âm lịch sẽ là giai đoạn người tuổi Thân chuyển vận rủi thành vận may, nên nắm bắt cơ hội, tích cực đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, tin tưởng vào khả năng của chính mình thì tương lai sẽ đầy viên mãn. Con giáp may mắn thứ hai chính là những gia chủ tuổi Thìn. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới, người tuổi Thìn có thể sẽ đón một làn sóng vận may mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của tam hợp. Dù có thể bạn đang làm việc trong một môi trường có tính cạnh tranh cao, nơi mọi thứ đều không mấy thoải mái, nhưng chính lúc này là cơ hội để bạn thể hiện tài năng của mình. Những nỗ lực và sự kiên trì của bạn sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài chính, đồng thời mở ra một số cơ hội đột phá. Đừng sợ thử thách, hãy tin vào khả năng của mình và không ngừng theo đuổi mục tiêu, rồi bạn sẽ thấy mọi việc chuyển từ xấu thành tốt, xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Công việc trong tháng không có quá nhiều áp lực, các kế hoạch mà bạn đã đặt ra đều được hoàn thành đúng theo dự định. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng được sự tự tin mà còn tạo ra một trạng thái tinh thần vui vẻ và tích cực. Người tuổi Thìn sẽ cảm thấy công việc suôn sẻ, mọi việc diễn ra thuận lợi, và đây chính là thời điểm để bạn tập trung vào những dự án dài hơi hơn. Nếu bạn dám nghĩ, dám làm, thì càng dễ dàng gặt hái được thành công. Chính vì vậy, hãy tự tin theo đuổi lý tưởng của bản thân, bởi bạn có đủ năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Hãy chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù là lớn hay nhỏ. Bởi lẽ, mỗi cơ hội đều giúp bạn giữ vững được vị trí hiện tại và có thể mang lại những bước tiến lớn trong công việc cũng như tài chính. Những cơ hội này có thể đến từ những người bạn đồng nghiệp, hoặc thậm chí từ những dự án mà bạn đã bỏ thời gian công sức chuẩn bị. Bạn cần phải có chiến lược rõ ràng và sáng suốt để tận dụng những cơ hội, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể giúp bạn thăng tiến. Tháng 11 cũng là thời điểm phù hợp để người tuổi Thìn thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, từ đó tạo đà thuận lợi hơn cho sự thăng tiến trong tương lai. Bạn sẽ nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại. Vì thế, hãy trân trọng những gì mà bạn đang có, đồng thời xây dựng mối quan hệ thật vững chắc với những người có thể giúp đỡ bạn. Một khi các mối quan hệ xã giao được củng cố, sẽ không có gì ngăn cản được sự thành công của bạn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đối với những người tuổi Thìn còn độc thân, tháng này có sự xuất hiện của đào hoa chiếu mệnh, mang đến nhiều cơ hội tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ gặp gỡ những người thú vị, và những cuộc gặp gỡ này có thể sẽ dẫn đến những mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt là trong các dịp tụ tập bạn bè hay giao lưu công việc. Còn đối với những cặp đôi đang yêu, đây là thời điểm lý tưởng để các bạn nâng cấp mối quan hệ, tiến tới những kế hoạch lâu dài hơn. Nếu tình cảm đã chín muồi, bạn và người ấy có thể tính đến chuyện cưới hỏi, để có thể ở bên nhau, chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt cuộc đời. Với những cặp vợ chồng, dù có thể xảy ra một số tranh cãi nhỏ trong gia đình, nhưng đây chỉ là những vấn đề thông thường trong cuộc sống. Quan trọng là cả hai đều đang nỗ lực vun đắp cho tổ ấm của mình, và chỉ cần sự kiên nhẫn, hiểu nhau, mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhìn chung, tháng 11 âm lịch là một tháng hứa hẹn đầy hy vọng và cơ hội cho người tuổi Thìn. Hãy giữ thái độ tích cực, phát huy tối đa năng lực và quyết tâm, bởi tháng này sẽ là mùa của những thành công và tài lộc. Dù trong công việc hay tài chính, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ và kiên định với con đường mình đã chọn,
bạn sẽ không chỉ đạt được thành công mà còn trở nên giàu có và hạnh phúc. Và con giáp may mắn cuối cùng theo video ngày hôm nay chính là những gia chủ tuổi Sửu. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều may mắn liên quan đến sự nghiệp và tài lộc. Đây là khoảng thời gian có thể mang đến những tin tức tích cực về những mục tiêu bạn đang theo đuổi. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội mới trong công việc, tháng này sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thú vị. Có thể bạn sẽ gặp gỡ một số người có ảnh hưởng, những đối tác tiềm năng, hoặc thậm chí được công nhận nhiều hơn trong công việc hiện tại. Những cơ hội này sẽ tạo ra bước phát triển đáng kể và có thể dẫn đến những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bạn lo lắng về tình hình tài chính, tháng này sẽ là khoảng thời gian giúp bạn tìm được giải pháp để cải thiện tình hình. Những phương án mới để giải quyết các vấn đề tài chính sẽ dần dần mở ra, giúp bạn có thể cân đối lại ngân sách của mình. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập bất ngờ, hoặc được hỗ trợ tài chính từ những người xung quanh, giúp bạn bớt căng thẳng và ổn định hơn về mặt tài chính. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định lâu dài, bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm cho tương lai. Về mặt gia đình, tháng này người tuổi Sửu sẽ có một không gian ấm cúng và hài hòa. Mặc dù có thể vẫn có một số khác biệt thế hệ giữa các thành viên trong gia đình, nhưng những sự khác biệt này không ảnh hưởng quá nhiều đến sự gắn kết của gia đình bạn. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ được củng cố và bạn sẽ tìm thấy sự hỗ trợ từ những người thân yêu trong mọi tình huống. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái hay anh chị em sẽ luôn có sự thấu hiểu, chia sẻ, giúp bạn cảm thấy yên tâm và vững vàng hơn trong cuộc sống. Với những người tuổi Sửu còn độc thân, tháng này sẽ là thời điểm khá êm đềm về mặt tình cảm. Bạn không phải lo lắng quá nhiều về các mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, nếu bạn mở lòng và suy nghĩ thoáng hơn, những cơ hội tình cảm có thể đến với bạn một cách bất ngờ. Những cảm xúc đặc biệt có thể bắt đầu nảy sinh từ những cuộc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, và bạn cũng sẽ có cơ hội để kết nối với những người có chung sở thích hoặc mục tiêu trong cuộc sống. Đừng ngần ngại chủ động tạo cơ hội cho cả đôi bên nếu bạn cảm thấy mối quan hệ này có tiềm năng phát triển. Tóm lại, tháng 11 âm lịch hứa hẹn sẽ là một tháng may mắn và thuận lợi đối với người tuổi Sửu, đặc biệt là về sự nghiệp, tài chính và gia đình. Bạn sẽ có những cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp và cải thiện tình hình tài chính, đồng thời tận hưởng sự hòa thuận, gắn kết trong gia đình. Nếu bạn chủ động và mở lòng hơn trong các mối quan hệ cá nhân, cơ hội tình cảm cũng sẽ đến với bạn. Hãy tin vào chính mình và tận dụng tối đa những cơ hội tốt đẹp đang đến. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ ngắn gọn của KB Tử Vi về những con giáp may mắn nhất tháng 11 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thời tới cản không nổi, ba con giáp nắm chặt cơ hội đổi đời cực nhanh, giàu khó ai sánh bằng đúng cuối tháng 10 âm. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Quý vị thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Đôi khi, những khó khăn và thử thách bất ngờ ập đến, mang theo nước mắt, nỗi đau và những đổ vỡ khiến ta cảm thấy như mất đi phương hướng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không được để khó khăn quật ngã. Thay vì nản lòng và buông bỏ, hãy dũng cảm vượt qua, tìm kiếm cơ hội mới và biến những nghịch cảnh thành động lực để tiến lên phía trước. Đặc biệt, theo tử vi cuối tháng 10 âm lịch, có 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận khí thăng hoa, tài lộc dồi dào và sự nghiệp hanh thông. Thời gian này, họ sẽ đón nhận những thay đổi tích cực trong cuộc sống, mang lại những bước tiến rõ rệt cả về công việc lẫn tài chính. Điều này không chỉ nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của chính họ mà còn bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ của các yếu tố phong thủy và vận mệnh. Những con giáp này sẽ tận dụng được sự sáng tạo và linh hoạt trong suy nghĩ, giúp họ dễ dàng đạt hiệu suất cao trong công việc. Những kế hoạch, dự án mà họ thực hiện trong giai đoạn này đều có cơ hội phát triển mạnh mẽ, thu về những kết quả rất khả quan. Tài chính cũng có dấu hiệu tăng trưởng, giúp các con giáp này không cần lo lắng nhiều về tiền bạc. Với vận may đặc biệt như vậy, tử vi khuyên rằng đây là thời điểm lý tưởng để họ nắm bắt mọi cơ hội,
không ngần ngại đưa ra những quyết định quan trọng để tiến xa hơn trên con đường thành công. Vậy, ba con giáp may mắn nhất cuối tháng 10 âm lịch này là ai? Họ cần làm gì để tận dụng tối đa vận may hiếm có này? Hãy cùng KB Tử Vi tìm hiểu ngay trong phần luận giải chi tiết sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên trong thời gian cuối tháng 10 âm lịch không ai khác chính là tuổi Dần. Tử Vi dự đoán rằng, những người tuổi Dần sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp vào thời điểm này. Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện năng lực và tiếp tục phát triển bản thân. Trong thời gian này, sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến rõ rệt nếu bạn biết cách nắm bắt thời cơ và thiết lập một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Đặc biệt, bạn nên đặt ra các mục tiêu cụ thể, chia nhỏ các bước thực hiện và luôn theo dõi quá trình để đánh giá kết quả, từ đó có hướng điều chỉnh cho phù hợp. Nếu bạn không ngừng nỗ lực, cuối cùng bạn sẽ thu được thành quả xứng đáng. Điều quan trọng là, kết quả bạn đạt được ngày hôm nay không chỉ là nhờ công sức của riêng bạn, mà còn có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Chính vì vậy, hãy luôn cư xử đúng mực và giữ mối quan hệ hòa thuận với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để những hành động quá khích, thiếu kiềm chế làm mất điểm trong mắt của mọi người. Người tuổi Dần vốn tự lập, chủ động trong công việc và không mong chờ sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong công việc, việc nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý và đồng nghiệp sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu. Nhờ sự chuyên nghiệp và sự nỗ lực không ngừng, bạn sẽ đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp, từ đó mở rộng cơ hội thăng tiến. Về tài lộc, tuần này sẽ là một thời điểm may mắn đối với bạn. Thu nhập từ tiền lương và các khoản thưởng sẽ được tăng lên nhờ vào sự cải thiện hiệu suất làm việc và nâng cao năng lực cá nhân. Những người tuổi Dần có khả năng nhạy bén và nắm bắt cơ hội rất tốt. Với đầu óc kinh doanh táo bạo, bạn sẽ có những khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tính phóng khoáng của bạn đôi khi khiến cho việc chi tiêu trở nên thiếu kế hoạch. Vì vậy, nếu không có một kế hoạch tài chính rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng tiêu xài quá mức. Để bảo vệ tài chính cá nhân và có sự tích lũy ổn định, bạn cần lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Sức khỏe của người tuổi Dần trong tuần này không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến thể trạng của bản thân, đặc biệt nếu có thói quen thức khuya hoặc sử dụng rượu bia. Những thói quen không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, khiến cơ thể dễ bị suy nhược. Nếu bạn đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến khả năng tái phát trong thời gian này. Ngoài ra, để cải thiện tinh thần và sức khỏe, bạn có thể dành thời gian đi du lịch, thay đổi không khí và thư giãn. Các chuyến đi này không chỉ giúp bạn lấy lại năng lượng mà còn là cơ hội tuyệt vời để gắn kết với gia đình và người thân. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần có thể sẽ gặp được một người đặc biệt và có cơ hội xây dựng mối quan hệ tình cảm bền vững. Tuy nhiên, đừng vội vàng, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Đối với những mối quan hệ không phù hợp, hãy dứt khoát từ chối để không lãng phí thời gian và công sức của bản thân. Ngoài ra, tuần này có thể mang đến một số niềm vui cho gia đình bạn, đặc biệt là những chuyến du lịch xa. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong gia đình và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Thứ hai chính là những gia chủ tuổi Tuất. Cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Tuất sẽ nằm trong cục diện bán tam hợp, mang đến nhiều cơ hội phát triển khởi sắc cho sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện khả năng và sự nỗ lực của mình. Công việc của bạn có những bước tiến rõ ràng, các dự án được giao sẽ đạt kết quả khả quan và bạn sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng từ cấp trên. Tuy nhiên, vào thời điểm này, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, giao lưu xã hội. Vì vậy, bạn cần giữ được sự tỉnh táo, không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mình. Sự phát triển ổn định trong sự nghiệp sẽ kéo theo tài lộc dồi dào. Bạn có thể mong đợi các khoản đầu tư của mình sẽ mang lại thu nhập bổ sung trong thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, dù có cơ hội kiếm được nhiều tiền, bạn cũng không nên trở nên quá ngông cuồng và lãng phí. Tuần này, hiệu quả công việc và sự sáng tạo của bạn sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và các khoản tiền thưởng. Ngoài ra, với khả năng đầu tư nhạy bén,
những dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận khiêm tốn có thể không hấp dẫn nhưng lại mang đến thu nhập ổn định khi được tích lũy lâu dài. Tuy nhiên, bạn cần phải kiểm soát chi tiêu, xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý để đảm bảo sự cân bằng, tránh việc tiêu xài vượt quá khả năng. Sức khỏe của người tuổi Tuất trong tuần này nhìn chung khá ổn định. Việc duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh, đầy năng lượng để đối mặt với những thử thách trong công việc. Tuy nhiên, bạn cần tránh xa rượu và thuốc lá, những yếu tố có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Cũng trong tuần này, bạn sẽ có những tiến triển tích cực trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ có cơ hội chinh phục ánh mắt của người khác giới trong các buổi tụ tập bạn bè nhờ vào tính cách cởi mở và hài hước của mình. Những người tuổi Tuất sẽ gặp được những người bạn chân thành và có cơ hội tìm kiếm người bạn đời như ý. Tuy nhiên, trong gia đình, có thể sẽ có một vài xích mích, cãi vã giữa các thành viên, đặc biệt là giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, bạn cần giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết các vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo. Việc giao tiếp cởi mở và lắng nghe ý kiến của nhau sẽ giúp bạn duy trì được tình cảm gia đình hài hòa, tránh để những mâu thuẫn nhỏ trở thành những vết rạn nứt lớn. Tuần này, việc xây dựng sự gắn kết và thấu hiểu trong gia đình sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn giữ được sự bình yên trong tổ ấm của mình. Và con giáp may mắn cuối cùng chính là những gia chủ tuổi Mùi. Xem tử vi cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Mùi đang ở đúng vị trí thuận lợi. Vì vậy, đây là thời điểm lý tưởng để bạn tập trung nỗ lực hết sức trong công việc và cuộc sống. Các tinh xuất hiện mang đến những tín hiệu tích cực, giúp giảm bớt áp lực mà bạn phải chịu đựng trước đó. Điều này sẽ là động lực giúp bạn giải quyết các nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể tận dụng kinh nghiệm và khả năng ứng biến linh hoạt của mình để chuyển bại thành thắng. Chính nhờ sự khéo léo và quyết tâm, bạn sẽ nhận được sự thán phục từ đồng nghiệp và cấp trên. Bạn hoàn toàn có thể hy vọng vào một cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc thưởng nóng, vì bạn đã chứng minh được giá trị của bản thân trong tập thể. Nếu bạn theo nghiệp kinh doanh, vận may tài lộc cũng đang đến với bạn. Bạn đã thành công trong việc mở rộng thị trường, thu hút được một lượng khách hàng đông đảo và ổn định. Tuy có đôi chút vất vả, nhưng những nỗ lực đó sẽ được đền đáp xứng đáng khi bạn nhận được khoản lời lãi gia tăng. Mặc dù có những thách thức nhất định, nhưng với sự kiên trì và khả năng nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong thời gian tới. Về mặt tài chính, vận may cũng đến với người tuổi Mùi khi bạn có khả năng nhận ra thời cơ và nắm bắt chúng một cách chính xác. Dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, thu nhập của bạn sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt. Các tinh giúp bạn có cơ hội tiếp xúc với những dự án đầu tư, làm ăn đầy triển vọng mà không phải ai cũng có được. Chỉ cần bạn quyết đoán và nắm bắt cơ hội đúng lúc, chuyện tiền bạc sẽ trở nên thuận lợi và dồi dào. Về tình duyên và gia đạo, người tuổi Mùi sẽ có một tuần khá êm ấm, các mối quan hệ gia đình ổn định và hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong chuyện tình cảm nhiều hơn so với nam mệnh. Với bản tính tháo vát, giỏi lo toan, bạn không chỉ chăm sóc tốt cho gia đình mà còn biết cách chăm sóc bản thân, giúp cho gia đạo luôn ấm êm. Các mối quan hệ họ hàng, bạn bè cũng được duy trì tốt đẹp, không có mâu thuẫn hay xung đột nào đáng lo ngại. Về sức khỏe, tuy không có vấn đề nghiêm trọng nhưng bạn cần chú ý hơn đến cơ thể. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc giảm sút năng lượng, đặc biệt là về tim mạch và hệ tiêu hóa. Da rẻ có thể bị sạm màu, vì vậy bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, duy trì một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ ngắn gọn của KB Tử Vi về ba con giáp may mắn nhất cuối tháng 10 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.